Xin chào mọi người đến với kênh Lê Linh Miền Tây. Hôm nay thì Linh ăn cơm với món cá bóng kho tiêu với đậu que xào lòng vịt nha mọi người. Mọi người ăn cùng với Linh nha. Cá bóng thì cá bóng sao đó mọi người, không phải nhỏ, mua về kho tiêu ăn ngon, nhỏ xương nó mềm ăn nguyên con luôn.
Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt mọi người.